là heo sữa. Ui giời, đây heo sữa nhé các bác, ra lò đó. Chúng nó đều chặt phát nhanh lên, nước chảy mạnh, dốc nước lên. Ây giời ơi. Đấy, các bác ơi, bắt đầu chặt ba chỉ nhá. Alo. Oh. Ui giời, nghe tiếng chướng đấy nhỉ, xoạt xoạt. Rồi. Chặt ra các bác nha, mảng ra rất là to này các bác. Đấy, mảng mâm. Bắt đầu pha. Pha chặt nha. Đấy. Ba chỉ. Đây là bao tiền cân này? 250 nha các bác ạ. 250 một ký. Chặt con bốp. Rồi, ở bên đường nhá, theo quay bên vệ đường nhá các bác nhá. Xe cổ đi lại rất là đông. Nhìn rất ngon các bạn, toàn ba chỉ thôi, hàng đỉnh nha các bác nha, mỏng, loại này mỏng mà ăn rất là ngon. Chặt ra. Đấy, da nha các bác, được một đĩa gồm có cả da trước ở giờ trên chốc ấy, nhìn rất là đẹp. Da giòn mảy tanh tách. Ừ, da giòn tanh tách chứ không phải sần sật đâu nhá. Da giòn sần sật thì thôi. Mua một cân lợn quay xuống, cơ làm đầy ra rồi lại mua xuống thì nó là... ai ăn hay không đúng không? Thử hỏi cho nào, không điện lại cho em để em lấy luôn một cân. Nhá. Đó, đây là xong một đĩa nhá các bác ạ. Một đĩa này là 250 à? Vâng. Đấy. 250 nhá các bác nha. Là mông mật đàng hoàng. Chặt lốt lửa ba chỉ này. Đấy, khách mua luôn, lốt lửa cái ba chỉ luôn. Đây à? Đấy bác. Đấy. Nước chấm đấy. Chấm đâu? Đấy. Lợn cấp lách đấy. Ở đây là rẻ nhất rồi. Còn trong khoảng có mấy khu luôn, 300 ngô. Mẹ. Đấy. Đấy các bác ạ, chặt bây giờ chặt nốt cái ba chỉ. Anh mua mông nhá anh ơi. Làm đoạn mông đi. Ở đây là rẻ nhất rồi. Hương mùi thơm lạ. Đây, đây là người Lạng Sơn quay chuẩn luôn đấy. Mấy ông sư phạm này mẹ mà tốn nước chấm lắm. Tốn. Ăn mặn đáy khai mà. Ăn mặn đáy khai, mẹ toàn chấm tay xong mút mút ấy. Mấy thằng quán chảo. Mấy mấy chào là ăn tục quá phép. Giá cứ rau. Thôi để mai. Đâu đi về. Quá ngọt nha các bác nha. Đây, thả đi. Thấy chưa này, con thấy rau kia không? Mà cho lội lúc mình ra. Mở ra phát nhìn đẹp luôn. Buồn kia đó mà. Cháu tất đây. Nó